Tiểu sử hai người quyền lực nhất quê Hà Tĩnh đều là ủy viên Bộ Chính trị. Hiện nay, Hà Tĩnh đang có hai người nắm giữ quyền lực bậc nhất trung ương, đều là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Hiện đang nắm giữ chức vụ chủ chốt trong Đảng và Nhà nước. Một người là đứng đầu trong việc giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Một người là đứng đầu trong cơ quan tham mưu tổ chức nhân sự trong hệ thống chính trị đất nước. Người đầu tiên là ông Trần Cẩm Tú. Ông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961. Ông là một nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trần Cẩm Tú là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có học vị tiến sĩ nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Trần Cẩm Tú sinh ngày 25 tháng 8 năm 1961, quê quán tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh ra và lớn lên tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, trong một gia đình nhà giáo, có bố từng làm trưởng phòng giáo dục huyện Hương Sơn. Năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông tại trường cấp 3 Lê Hữu Trác 1, ông Trần Cẩm Tú thi đỗ và theo học tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. Năm 1983, ông tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp và được điều về lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác tại lâm trường Hương Sơn, ông làm nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nông nghiệp. Ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp năm 1983, ông được điều về công tác tại lâm trường Hương Sơn. Trong quá trình công tác, ông lần lượt trải qua các chức vụ trong doanh nghiệp bao gồm trợ lý, phó phòng, rồi trưởng phòng, rồi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn, trước khi ông hoạt động chuyển sang chính trị. Năm 2004, ông chuyển sang công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn và được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn. Một năm sau đó, thì ông được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Hương Sơn. Năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10. Sau kỳ Đại hội Toàn quốc, trong nhiệm kỳ khóa 10, ông được Trung ương bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bắt đầu công tác tại công tác kiểm tra, kỷ luật trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2009, ông Trần Cẩm Tú được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm 2011, ông được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Sau đó, ông được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 9 tháng 5 năm 2018, tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, ông được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm sau thì ông được bầu và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chuyên tham mưu, giám sát và thi hành tổ chức kỷ luật Đảng, chuyên kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Người thứ hai đó chính là ông Lê Minh Hưng. Ông sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Ông Lê Minh Hưng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có học vị Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
ông Lê Minh Hưng, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970, quê quán tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cùng huyện với ông Trần Cẩm Tú. Ông Lê Minh Hưng là con trai của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hưng. Ông Hưng từng học tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc, bảo vệ thành công luận án thạc sĩ tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản. Tháng 10 năm 1993, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, ông Hưng được tuyển dụng làm chuyên viên phòng quỹ tiền tệ quốc tế, vụ quan hệ quốc tế thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp công tác của mình với chuyên ngành tài chính, tiền tệ, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam. Tháng 3 năm 2002, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2009, ông trở thành Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2016, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trở thành lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trẻ nhất Việt Nam khi mới 46 tuổi. Trong quá trình công tác, ông Lê Minh Hưng công tác ở cả tổ chức đảng và nhà nước. Ông từng công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng. Năm 2021, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Cũng trong năm 2021, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 16 tháng 5, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 16 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Trên đây là hai nhân vật quyền lực bậc nhất trong hệ thống chính trị nước nhà, quê ở Hà Tĩnh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.